Xin chào tất cả các thầy cô giáo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với chuyên đề rèn luyện phát triển ngôn ngữ với phần số 6, luyện giọng nói. Luyện giọng nói là một phần rất quan trọng bởi vì việc bên cạnh nói có nội dung, có mục đích thì học sinh cần phải có cách nói rõ ràng, hấp dẫn để có thể làm cho đối phương nghe hiểu được. Một giọng nói mà hấp dẫn thì còn có thể làm cho cuộc giao tiếp trở nên hấp dẫn thú vị hơn. Với học sinh, chúng ta sẽ đề ra một số yêu cầu cơ bản nhất với việc luyện giọng nói như sau. Thứ nhất, các em phải phát âm đúng. Ví dụ như nguyên âm A, các em không thể nói A bẹt như là bình thường các em nói được, mà phát âm đúng thì các em phải mở rộng hết khẩu hình A. Cũng như thế, khi các em phát âm chữ O, các em không thể ngậm mồm mà các em phải tròn miệng O. Tiếp theo, yêu cầu số 2, khi nói học sinh phải chú ý đến tốc độ, trường độ, độ nhấn, nhịp điệu của lời nói. Ví dụ tốc độ, cần phải nói sao cho vừa đủ nghe, không nhanh quá, không chậm quá. Trường độ cũng như vậy, độ ngân phụ thuộc vào từng phần nói, thế nhưng không nên dề dà, bởi vì trong tất cả những lời nói mà có ầm ừ, dề dà sẽ làm cho người khác rất khó chịu. Ngoài ra, lời nói cần phải có độ nhấn, phải nhấn sâu, nói chậm vào những điều quan trọng. Và đương nhiên, lời nói cũng như một bài hát phải có nhịp điệu lên xuống. Đặc biệt là lời nói, giọng nói mà lúc cần phải diễn cảm trong đọc thơ, đọc văn thì nhịp điệu là vô cùng quan trọng. Phần số 3, chúng ta yêu cầu học sinh nói phải đúng cảm xúc. Khi các em bày tỏ cảm xúc giận dữ, vui vẻ thì giọng điệu nói ra cũng phải thể hiện được cảm xúc này. Không nên có sự đan tạp nhiều chiều sẽ làm cho cái phần cảm xúc, ý nghĩ mà các em muốn truyền đạt tới người khác không rõ ràng. Với những yêu cầu đó, học sinh có thể làm một số bài tập như sau để bổ sung. Đầu tiên, bài tập số 1, các em sẽ tự thu âm lại giọng nói của mình bằng một số thiết bị như là điện thoại, máy ghi âm, máy tính. Và sau đấy thì các em sẽ tự nhận xét bằng việc nghe lại, sửa những lỗi phát âm mà chưa đúng, chưa rõ. Đại đa số thì học sinh ở Hà Nội, các em đã phát âm chuẩn. Tuy nhiên thì ở ngoài cái việc phát âm chuẩn ra thì còn một số những cái từ ngữ mà các em nói mang cái tính chất không chuẩn với cả cái bảng nguyên âm mà các em đã được học. Đấy, cũng như thế phụ âm sờ, phụ âm chờ thì hầu hết học sinh ở Hà Nội còn chưa nói rõ. Ta cũng lên để học sinh lưu ý điều này để thấy rằng là các em nếu mà phát âm chuẩn được những phụ âm này là điều tốt hơn cả. Và các em ở Hà Nội cũng có hay một thói quen là nói âm bị bẹt. Ví dụ như là âm A, không phát âm được là A, rộng miệng mà các em đa số chỉ nói là A. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần bài tập số 2, đó là luyện giọng. Khi mà đã phát hiện được những lỗi sai thì các em phải luyện để lấy được một chất giọng tốt hơn. Ở đây, chúng ta sẽ lấy luôn kiến thức của phần học về thanh nhạc. Cụ thể, chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh luyện lấy hơi. Tất cả những phần kiến thức về luyện lấy hơi này, các thầy cô hoàn toàn có thể xem ở trong những kênh khác trên YouTube hoặc là học hỏi qua một số những phần dạy thanh nhạc. Tại sao phải học lấy hơi? Bởi vì khi lấy hơi, cái người nói ấy, tất nhiên là sẽ có cái hơi để nói ra một cách rõ ràng hơn, dài hơn. Nhưng đồng thời thì cái việc lấy hơi này còn có một tác dụng rất lớn cho sức khỏe nữa. Bên cạnh việc lấy hơi, chúng ta sẽ dạy học sinh luyện mở hàm. Lấy hơi và mở hàm đều là hai cách để giúp cho âm thanh phát ra được rõ ràng hơn. Nếu mà chúng ta mở hàm rộng thì âm thanh phát âm sẽ đúng tròn. Hơn nữa thế thì nó còn có sức mạnh, có độ dài, giúp nói to tát. Luyện giọng ở đây nó còn đi kèm với đọc rõ các nguyên âm. Nếu ở bài tập số 1 chúng ta cho học sinh phát hiện ra lỗi sai thì ở trong bài tập số 2 những lỗi nào bị sai sẽ là những lỗi được đọc lại. Ví dụ,
tôi thấy học sinh thường mắc lỗi ở việc đọc âm A. Thì trong phần đọc rõ các nguyên âm này, chúng ta sẽ cho học sinh đọc lẻ từng âm A, hoặc là kết hợp với một bài luyện thanh gồm toàn chữ A, ví dụ A. Tiếp theo, bài số 3, bài nâng cao hơn. Khi học sinh đã luyện giọng có được một chất giọng to, rõ thì chúng ta sẽ tiếp tục cho học sinh hát một số bài, đọc thơ hoặc đọc truyện hoặc làm MC. Trong quá trình mà học sinh hát, các em đã tự vận dụng được những kiến thức về luyện giọng của mình, và chất giọng hay hơn cũng bắt nguồn từ chính việc hát hay hơn nữa. Cuối cùng, chúng ta có thể cho học sinh làm thêm một cái phần này nữa, đó chính là cái phần luyện tập để nói đúng cảm xúc. Ở bài tập số 4, chúng ta sẽ thấy cô giáo đưa ra cho chúng ta mỗi những câu nói rất đơn giản. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải nói với cả những giọng điệu khác nhau. Có phần là giọng giận dữ, có phần là vui vẻ, có phần lại là buồn chán, có phần là ngạc nhiên, và phải phối hợp với cả nét mặt, cử chỉ để truyền đạt được cảm xúc ấy đến người đối thoại một cách tốt nhất. Ví dụ, tôi sẽ nói chữ hãy nhìn tôi. Nếu mà nói với giọng giận dữ thì sẽ hãy nhìn tôi. Tiếp theo, nếu nói giọng vui vẻ, chúng ta có thể nói hãy nhìn tôi. Nói với chất giọng ngạc nhiên thì có thể hãy nhìn tôi. Đó, chỉ cần thay đổi thôi một chút về giọng điệu phát âm thì nội dung cảm xúc đã khác hẳn. Ngoài ra thì chúng ta có thể chơi một trò chơi như sau, đó là cùng một câu nói nhưng mà cho nhiều bạn học sinh đọc với cả chất giọng khác nhau, và học sinh của các đội khác sẽ đoán cảm xúc mà bạn ở đội kia đã vừa mới truyền đạt. Nếu mà đoán cảm xúc đúng thì đội đó là đội chiến thắng. Như vậy ở đây tôi vừa đưa ra cho các thầy cô giáo một số những phần yêu cầu về luyện giọng nói cũng như là các bài tập. Tôi hy vọng sau phần luyện giọng này, không chỉ các thầy cô, không chỉ các học sinh có được chất giọng hay, mà ở đấy chúng ta sẽ cảm thấy được vai trò quan trọng hơn của giọng nói trong giao tiếp hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo.